xin chào các bạn, chào quay trở lại tôi và Tình. Rồi thì tôi xin nữa mà cách tắt cái thông báo cập nhật phần mềm của con máy Xiaomi Redmi 10C này nhé. Tôi lấy ví dụ các bạn sử dụng đây này, nó báo như này. Cập nhật phần mềm nó sẽ báo đây, nó sẽ báo có bản cập nhật đây, nó sẽ thông báo trên này rất là khó chịu. Hoặc các bạn sử dụng đã ổn định rồi không muốn cập nhật lên nữa thì các bạn thì hiện tắt nó như sau. Đầu tiên ta sẽ vào cài đặt này, giới thiệu điện thoại này. Ta sẽ vào cái MIUI 13 nhé, bấm vào 3 chấm góc này nhé. Cài đặt cập nhật này. Ta sẽ tắt tự động này. Tắt hết cái này đi. Đó, các bạn tắt hết cái này nhé. Back ra. Đấy, back ra. Cái này nó đã tải về rồi nhé. Hình như không có. Rồi bây giờ ta sẽ ấn vào đây. Phiên bản MIUI này ấn 7 lần. Rồi bật chế độ nhà phát triển. Bây giờ ta sẽ kéo xuống dưới cài đặt bổ sung, kéo xuống dưới chọn tùy chọn nhà phát triển này. Ta sẽ kéo xuống đây, cái cập nhật hệ thống tự động nếu mà nó đang mở này thì các bạn sẽ tắt nó đi. Đây là xong rồi, vậy là nó sẽ không báo đấy nhé. Vừa rồi mình vừa giới thiệu bạn cách tắt cái thông báo cập nhật phần mềm trên của máy Xiaomi Redmi 10C. Chúc các bạn thành công, còn nhớ like, chia sẻ và đăng ký kênh của mình nhé. Chào bạn.